Mến chào các bạn đến với kênh Giá Vật Tư Nông Nghiệp. Hôm nay thì tình hình phân bón thì cũng như vậy, chưa có biến chuyển nhiều. Và tình hình thuốc thì bà con cũng chưa có cái đợt dịch hay sâu gầy gì nó quan trọng, nên hôm nay mình sẽ không quay về giá thuốc nữa, mà mình sẽ đi vào vườn của mình giới thiệu chút để cho bà con thư giãn. Và ở đây bà con sẽ thấy nè, đây là cái cây trà là. Và cái trà là này á thì mình đem về đây trồng được 2-3 năm rồi. Trời hơi nắng ha, nhìn hơi khó, nhưng mà cũng giới thiệu cho bà con một chút. Đây là một cái cây trà là. Cái cây này khoảng được chắc khoảng được 6 năm tuổi quá. Đó, đây là vùng đất Đồng Tháp mình nghe. Mình có trồng cây trà là này, thì mình đem về trồng đây thôi, thử nghiệm đây. Ở đây là cái cây trà là mình mới thử nghiệm thôi, chưa có vô phân thuốc nhiều. Ở đây, bên đây cũng là một cái gốc trà là nữa. Đó, bên đây cũng còn một cây. Đó, trà là thì bà con lưu ý là nó cái lá của nó ban đầu nó giống như cái gai nhọn lắm nha. Đó, lá này gai nhọn. Rồi, nếu mà nhà có trẻ em hay con nhỏ thì cũng hạn chế trồng, tại vì trồng này một là lấy bóng mát, là khi nó lên lớn á, lên cây lớn á, thì được, chứ còn thấp dưới gai đâm đau lắm. Đây là một cây trà là nữa mà đợt vừa rồi bị mưa rồi nó ngã. Để tìm đó, mà con thấy không, trà là thì thuộc họ là cây dừa. À, trà là này để em trồng một hàng từ đây là đặng. Đây một cây, đằng đó một cây, tốt đằng kia. Và ở đây là cái giống trà là. Thì cái cây này là cây này khoảng 3 năm tuổi, cây này em trồng sau mấy cái kia. Lúc đầu em đem cái giống về của ông một cái người dì đi từ ở bên Ấn Độ đem cái hạt về. Và bây giờ em trồng mà em cũng không nhớ là cái cây nào của Ấn Độ. Cấp sau thì em đem về một những cái cây sau thì nó là của Isagen. À, cái giống trà là. Chắc em phải hỏi lại cái người dì xem là cái giống nào là giống của cây trà là ở Ấn Độ, Dubai. Còn cây nào của Isagen lâu quá rồi không nhớ. Đây là một cây trà là nữa nè. Cây này bà con sẽ nhìn sẽ tương đối sẽ rõ ha. Nó cái gốc nó như là gốc dừa. Và bây giờ người ta trồng rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt á là bà con bị dính bẫy rất là nhiều. Mua lầm dính bẫy giữa trà là đực và trà là cái. Đó, em quay như vậy cho bà con coi ha. Đó, bà con coi kỹ nè. Cái gai nó nhỏ lắm. Đầm ngay đào lắm nè. Gai nhiều gai lắm, phải chảy gai hoài. Rồi, video tới đây là kết thúc. Em quay về cuộc sống và những cái điều hữu ích để giới thiệu cho anh chị em bà con nông dân của mình. Video tới em sẽ làm về cái cây trà là này, nó cách để phân biệt cây đực và cây cái. Cảm ơn bà con rất nhiều. Nếu bà con nào mà có quan tâm đến giống trà là hay là những cây lạ đem về khu vực đồng bằng miền Tây mình để trồng, thì hãy đăng ký kênh em và hãy nhấn vào nút like, nhấn vào cái chuông thông báo, chọn tất cả để mai mốt em ra video về những cái loại cây trà là, những cái cây cảnh xung quanh vườn trong nhà thì bà con có thể xem được. Và đây là một cái video giải trí và chia sẻ những kiến thức, những cái điều em biết cho bà con. Thì vườn nhà em đây cũng trồng rất là nhiều loại cây chứ không phải là trồng một loại. Rồi, cảm ơn bà con, hẹn gặp bà con ở video ngày mai. Chọn biểu tượng YouTube, chọn kênh Giá Vật Tư Nông Nghiệp. Chọn nút đăng ký và nhấn chuông, chọn tất cả.